Theo thông tin cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19, ca bệnh ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, mùng 7 tháng 3, Việt Nam có tổng cộng 1.585 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 cho đến nay là 892 ca. Một ca mắc mới ghi nhận trong nước tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương – và đây là trường hợp F1 được cách ly từ trước đó. 40 ngày qua, nước ta có 892 ca nhiễm cộng đồng được ghi nhận ở 13 tỉnh thành, trong đó riêng Hải Dương có 1708 ca dương tính, các tỉnh khác đã trên 14 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng.